Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý 1 năm 2023. Trong quý 1, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai từ sớm và quyết liệt chủ đề năm 2023 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của thành phố có chuyển biến tích cực trên một số mặt công tác. Kinh tế thành phố vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, hoạt động du lịch tiếp tục có sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được kết quả nổi bật, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung chú trọng và triển khai nhiều chương trình, hoạt động đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị thành phố, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, nghị quyết của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả nổi bật của các cơ quan khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý 1 năm 2023. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị cần tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện tốt những nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh các cấp ủy cần tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ, cùng với đó là đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên. Xem xét xử lý những cái kết luận tại hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025. Chúng ta đưa ra cái kết luận như thế là rất là quan trọng và chỉ tiêu tăng lên rất cao. Nếu không tập trung quyết liệt làm thì chắc chắn là không bao giờ làm được. Hiện nay chúng ta mới chỉ đạt là 38,96% tổ trưởng nhân phố là đảng viên thôi. Cho nên từ đây đến cuối nhiệm kỳ phải đạt 90% là một con số cực kỳ khó, không phải là đơn giản. Rồi hiện nay chúng ta 84 tổ nhân phố của chúng ta là không có đảng viên. Câu chuyện này cũng phải rà soát. Cho nên là các giải pháp cụ thể thì trong hội nghị đó cũng đã có kết luận rồi. Câu chuyện là tổ chức triển khai thực hiện và quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện. Chứ còn tôi nói là nguồn lực không phải là không có, dư địa phát triển không phải là không có. Có nhiều cái ông cán bộ công chức là cũng xin hỏi, xin đi xin lại là vì sao em không phát triển đảng được đó, mà em đầy đủ điều kiện đó. Nghĩa là người đứng đầu của các cấp ủy ở cơ sở chưa chắc là ai cũng quan tâm tới công tác phát triển đảng viên đâu. Chứ không phải là mình không có nguồn lực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các cấp ủy tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Các cơ quan địa phương, đơn vị chủ động triển khai mô hình văn phòng không giấy, hội nghị không giấy, chấn chỉnh quan tâm đúng mức công tác văn thư, lưu trữ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác vận động quần chúng, theo dõi nắm tình hình, có đề xuất, xử lý kịp thời tình hình dư luận trong cán bộ đảng viên, đoàn viên và hội viên của mình.